Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Rất vui mừng gặp lại mọi người trong video của Lee về phim review và cảm nhận nước hoa. Video ngày hôm nay mình sẽ mang đến mọi người một chai nước hoa đến từ một nhà nước hoa rất là lạ. Và ngày hôm mặt đối không phải là lạ riêng là trên kênh của mình, mà rất là lạ với những người nào mà các bạn nào mà ít trên nước hoa thì các bạn cũng không biết nhiều đâu. Thì ở ngày hôm nay á thì mình sẽ mang đến mọi người một chai nước hoa đến từ hãng nước hoa Zegna. Đây là hãng nước hoa có từ khá lâu. Nhưng mà nếu các bạn nào chơi nước hoa mà không nhiều đó, không nhiều loại hay là không lâu năm hay không nhiều nhãn hàng, không sưu tầm collect thì các bạn không biết là cái hãng Zegna này là nhà nào. Đây là một hãng nước hoa không phải niche. Yeah. Nhưng mà với một cái thiết kế và một cái mùi hương làm rất là sang trọng, rất là niche nha mọi người. Đó. Thì để nói về nhà nước hoa Zegna thì nếu nói đến Zegna thì chúng ta những người nào từng biết Zegna thì sẽ nhớ đến ba cái tên rất là đặc trưng, đó chính là Neroli Italian đó, và Fontenelle và Indonesian Wood. Thì ngày hôm nay cái chai lĩnh mang đến mọi người là một trong ba chai rất là nổi tiếng của nhà Zegna, đó chính là Indonesian Wood. Thì cái chai Indonesian Wood này nó có mặt, cái mùi hương này nó có ra đời từ năm 2017 rồi đó, là bản ADT, và sau 2 năm là 2019 thì bản ADB ra đời. Tuy nhiên thì cái chai ADT thì nó sẽ như thế này. Mình sẽ cho mọi người xem qua cái box. Yeah. Ha, đó. Đây là cái box của bản ADB nha. Đây, Audible Film đó. Yeah, đó. Rồi, thì các bạn xem qua cái chai. Thì nếu như bởi vì cái chai nó mới là sự khác biệt nhiều ở những cái chai của Indonesian Wood. Thì nếu bản ADT thì cái thủy tinh được làm màu trong hơn và thấy được cái chút bên trong nó sẽ nâu nhạt kiểu giống như là 40 ADB á. Còn cái bản ADT á, còn cái bản ADB này á, sorry, tức là cái bản ADT á thì cái thủy tinh nó trong hơn. Còn cái bản ADB này thì cái thủy tinh nó làm tối hơn, nó ombre hơn, đó, làm cho nó có sự khác biệt vậy đó. Mọi người ha, thấy nè, đó, cắt góc đồ kiểu vậy đó, nắp đồ vậy làm rất là kiểu vintage, kiểu niche đó. Và nếu như so với những chai nước hoa niche hiện tại thì nó rất là tốt và nó có thể đứng ngang tầm. Tuy nhiên nó không phải là nước hoa niche. Đó, nước hoa Zegna là một trong những hãng nước hoa được tập đoàn Estée Lauder mua lại và được phát hành những chai nước hoa dưới cái tên Zegna. Thì các bạn biết ha, những chai nước hoa nào được thâu tóm bởi những cái hãng tập đoàn mỹ phẩm lớn giống như là Kilian em hay là Kilian nè, rồi Hermès nè, rồi Louis Vuitton nè, hay là Dolce Gabbana hay là Valentino, thì nếu như mà nó được thâu tóm lại bởi một hãng nước mỹ phẩm lớn, tập đoàn mỹ phẩm lớn thì cái nó thường cho ra những phiên bản rất là thất vọng, những flanker rất là chán. Nhưng mà ngược lại thì từ khi mà được Estée Lauder mua lại thì lại phát hành ra những cái mùi hương rất là tốt, và trong một trong ba mùi hương đó chính là Indonesian Wood. Thành phần chính của cái chai Indonesian Wood này gồm có hoa hồng trầm hương, hổ phách, cam bergamot độc quyền. Cam bergamot độc quyền ở đây nghĩa là người ta vừa nuôi trồng rồi thu hoạch và lấy tinh dầu tự hãng làm, không cần mua tinh dầu cam bergamot từ ở đâu hết. Người ta gọi là cam bergamot độc quyền. Và để lĩnh xịt ra xong rồi lĩnh nói tiếp về cái phần đó cho mọi người nghe nha. Ở trong bản ADT phát hành năm 2017 thì chúng ta sẽ nghe rõ rất là mùi hoa hồng với cái mùi cam bergamot rất là sáng và rất là thấm, kiểu như là nó rất là hớp hồn, nó rất là nịnh mũi đó. Còn trong bản ADB phát hành 2019 thì nó lại là cái mùi trầm hương với một ít hoa hồng và rất là mỏng, kết hợp với amber rất là tối mùi. Và cái mùi amber, hổ phách và út trầm hương trong chai này được đẩy lên rất là mạnh và rất là kiểu mãnh liệt. Chúng ta sẽ không nghe được cam bergamot cũng như là hoa hồng nhiều như ở bản ADT. Ở đây, nếu như các bạn nào để ý trong cái trang Fragrantica, người ta liệt kê 4 perfumer bào chế cái chai này thì trong đó nếu các bạn nào hay để ý tác giả tác phẩm, các bạn sẽ thấy được là sẽ có bốn cái tên, và cái tên quen thuộc đó chính là Jacques Cavalier, đó chính là ông perfumer cũng như CEO của Louis Vuitton hiện tại, nhà LV thì cho nên là lĩnh lại khi mà lĩnh ngửi mùi này trước khi mà lĩnh thấy được cái tên của ông Jacques Cavalier thì lĩnh rất là nhớ đến cái chai Les Supple Rose, cái bộ út màu đen của LV á mọi người. Thì thành ra là lĩnh rất là bất ngờ. Tuy nhiên thì út ở LV Les Supple Rose, hoa hồng được làm rất là nóng bỏng và rất là hấp dẫn và sexy.
Còn ở trong Indonesian Oud thì cái mùi trầm á, hoa hồng làm rất là mỏng và mờ, mùi oud được đẩy lên một cách rất là tối và kiểu bí ẩn lôi cuốn đó, nó khác nhau hoàn toàn. Và với hai cái giá cũng khác nhau đó, đây là 100ml cho $260 đó. Còn Louis Vuitton á, mà bộ chai oud đen nó tính là thì Việt Nam 100ml phải 12-13 triệu đó. Thì thành ra là một cái giá trên nhau quá nhiều, nhưng mà mình không thể so sánh được. Nhưng mà về mặt tinh dầu cũng như chất lượng hay là về mặt thiết kế gì đó bác Hải Xuyên, thì nếu như mà nhắm mắt lại không nói một nhà nước hoa designer hay nói dây nhà, mình đánh giá rất là cao đó. Mùi hương này ở EDT nó bám khoảng 5 tiếng là hết mùi, 4-5 tiếng là hết mùi, nhưng ở EDB nó cười tặng 6-7 có khi 8 tiếng đó. Tuy nhiên thì có nhiều người nói cái chai EDB này bám cả ngày thì mình không biết là mình có hợp cơ địa hay không, cho nên mình thấy nó không có bám lâu như vậy đó. Và với một cái hoàn cảnh sử dụng thì cái chai này là người ta hay gọi là nước hoa văn phòng. Không phải là các bạn không làm văn phòng mà các bạn không xài được, nghĩa là người ta muốn ám chỉ đến những người nào có style ăn mặc chỉnh chu, thanh lịch, nghiêm túc thì rất là hợp, bởi vì cái mùi hương này nó là kiểu như vậy đó. Còn những bạn nào tăng động quá thì nó là không hợp nha, và rất là hợp với những bạn nào ăn mặc chỉnh chu, sang trọng, thanh lịch, nghiêm túc, từ khoảng 28-30 đổ lên tới 50 là rất là hợp với cái chai này nha. Yeah, đó. Còn về phần tech note, Lĩnh vẫn nói ở một cái điều với một chai nước hoa designer mà $260 cho 100ml thì thuộc khá là cao, rất cao hơn cả Dior, cả Christian Dior luôn các bạn nha. Yeah, mình thấy vậy đó. Nhưng mà mình thấy là ngon, để hỏi là có ngon không thì nói là có, đáng mua không là có luôn, nhưng mà cao thôi. Tuy nhiên thì Lĩnh có chiếc khui chiếc 10ml 20ml cho mọi người sử dụng với một cái giá thấp thôi, mình vẫn sử dụng điện Indonesian Oud đó. Và các bạn mua hàng tư vấn báo giá thì liên hệ với Lĩnh qua Zalo và hotline 0835627248, gặp Lĩnh tư vấn báo giá ship hàng cho mọi người nha, chỉ duy nhất một số 0835627248 thôi đó. Ở trong cái một cái combo hương gỗ phương Đông này á, Oriental Woody này, thì nếu như mà các bạn nào mà theo đuổi phong cách sang trọng lịch lãm thì nó hết bài luôn, rất là ngon đó. Video đến đây thì Lĩnh nghĩ là đủ rồi, cho nên là xin tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người trong những video sau. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video, hãy like video và share kênh để hãy like kênh và share video để ủng hộ Lĩnh có tinh thần làm những video tốt hơn, chất lượng hơn và hữu ích hơn nha. Chào mọi người nha, bye bye. Yeah.